Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Lì Vé. Ok, thì server đầu tiên trên thế giới mở sự kiện Giáng sinh đã mở rồi. Đó là server US, đấy, server Bắc Mỹ hay Nam Mỹ gì đấy. Ok, nếu mà mình đang ở bên server này, mình test cho anh em xem là cái sự kiện nó sẽ free như thế nào và nó có free cái đa sắc hay không. Đấy, tại vì nhiều bạn bảo nó sẽ free cái đa sắc hình con khỉ, nhưng mà tôi nghĩ là free nó cũng sẽ chỉ trong một khoảng thời gian thôi. Đấy, thì chuyện free hẳn đây. Đấy, free có 30 ngày thôi anh em ạ. Đây, thì đây chính là sự kiện Winterland của năm nay. Và sự kiện này sẽ có đó là các phần quà. Đầu tiên là cái gì đây? Tai nghe tuyết băng. Cái này là cái kính mà có phải cái tai nghe đâu anh Cà Gián. Cái này cái kính mà có phải cái tai nghe đâu anh Dàn Gá. Anh Cà Gián anh đặt tên kiểu gì đây? Và anh Cà Gián anh đặt tên hơi ảo nhá. Anh Cà Gián đặt tên hơi ảo Macada Venezuela. Cái này nó là cái kính, nó phải là kính tuyết băng, sao anh lại đặt tên là tai nghe tuyết băng? Anh Gà Gián hơi lú rồi, và tôi đánh giá anh Gàn Giá tôi hơi lú rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có con mật vụ thỏ bông tuyết băng. Đấy, mật vụ thỏ bông tuyết băng, khá xịn, trông xịn xón bỏ phết nhỉ. Đấy, trông xịn xón bỏ phết đấy, và được của nó đấy anh em ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ có đó là Auger thần điểu, khẩu này Auger thần điểu, thần điểu gì. Khẩu này không ăn thua, khẩu này một xuyên giáp tốc độ bắn, nhưng mà khẩu này đã phát free rất nhiều lần rồi và hầu như là ai cũng có khẩu này. Khẩu này skin nó quốc dân, đấy, quốc dân rồi, thể phát skin mới đâu ấy, vui không? Đấy, nhưng mà thực ra ở bên server này thì chắc là họ cũng ít khi phát skin súng mà có chỉ số, thế nên là phát khẩu này là quá ngon rồi. Đấy. Đấy, tiếp theo là sẽ có cái đa sắc ngộ không băng giá, ngộ không băng với tổng cộng là 30 ngày. Đấy, tức là được sử dụng này trong vòng 30 ngày. Thế là cái đa sắc này cá nhân tôi đánh giá cũng đẹp. Đấy, không biết vào game mình trông như thế nào, nhưng mà cái này tôi đã từng test ở trong trong cái chế độ chơi, gọi là chế độ chơi test đợt trước, chế độ chơi thử nghiệm đợt trước, mà mình đã có thử chơi thử cái này rồi, trông cũng được. Đấy, nhưng mà chỉ có mình nhìn thấy thôi. Rồi, còn người khác thì không nhìn thấy anh em nhá. Người khác vẫn nhìn thấy mình ở bụi cây. Đấy, chỉ cái này chỉ đẹp ở trên máy mình thôi. Máy mình nhìn thấy hiệu ứng thôi. Ok. Đây là cái sự kiện lụm quà ở trong cái chuỗi sự kiện sắp tới. Chúng ta sẽ đi thu thập các cái huy hiệu thông qua nhiệm vụ hàng ngày. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tham gia vào chương trình. Thì cái này Việt Nam thì 4 ngày nữa mới bắt đầu cơ. Cái này 4 ngày nữa Việt Nam khoảng 16 mới bắt đầu, bên này nó bắt đầu sớm. Đấy, không biết sao bên này họ phải bắt đầu sớm. À, tại vì bên này cái lễ Noel với họ là có một sự kiện rất lớn. Đấy, với những người bởi vì bên này họ đều theo đạo Thiên Chúa mà, nên là với họ cái lễ Noel rất quan trọng. Còn với người Việt Nam chúng ta thì có những ai mà không theo đạo Thiên Chúa thì lễ Noel cũng là lễ mà anh em đi ăn đi chơi thôi. Đấy, còn không có gọi là vai trò quá quan trọng. Đấy, ok. Đây là truy tìm kho báu, đây này có tiếng Việt đầy đủ này, chắc là server Việt Nam thì cũng chạy sự kiện y hệt như này. Đấy, ảo ảnh. Đấy, thì đây là tất cả những cái quà của Giáng sinh năm nay. Đấy, nói chung là không phải quá ấn tượng, nhưng mà tôi nghĩ là tạm được. Đấy, tạm ok. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có những cái gì đây, và ở bên cột bên trái nó đang còn trống ấy, chắc là bên trái nó sẽ có một loạt những cái sự kiện khác nữa. Đấy, ngoài ra sẽ là free con ngộ không, mà con ngộ không thì bây giờ nhân vật free hết rồi, ai chả có ngộ không anh em. Ai bây giờ chả có ngộ không, ai chả có ngộ khỉ ở đây. Ui giời. Đấy, mày nhìn phần quà nó bét nhè chẹo đen chưa, nó sẽ tặng cái khẩu cho con, cái khẩu cho con nó trước sơ Việt Nam tặng rồi ấy, mấy cái đồ mà hôm trước Việt Nam đã tặng một lần rồi nó sẽ tặng lại. Ngoài ra thì nó sẽ có ra lại cái chế tác, rồi nó sẽ tặng free một cái hồ ma thuật, và sẽ có cập nhật hồ ma thuật đấy ở trong cái sự kiện Giáng sinh. Đấy, này nó để một cái ảnh bé tí bé tẹo, thề luôn, không thể nhìn được cái gì, không thể nhìn được cái gì anh em ạ. Nó để bé tí bé tẹo này cho ma nhìn được anh em. Vâng, vãi trưởng, để ảnh bé tí bé tẹo. Đây tôi soi ra là có free của cho gon, free cái skin keo, free một cái ván lướt, free cái áo, free một cái mũ hình đầu tuyết. Đấy, mở lại cái sự kiện gì tôi cũng chả nhớ tên cái bộ ấy là gì nữa. Đấy, ở bên này thì nó sẽ có thu thập đó là cái hộp quà, và trong hộp quà này thì nó sẽ có lên tới là 49
cái vé vòng quay. Ui, hôm nào mở quà này mà trúng được 49 vé vòng quay chắc sướng luôn nhỉ. Một cái vé này nó là 60kc đi, một cái vé này nó tương đương 60kc, 3000kc cả. Là trời, là trời ơi là trừ. Và 49 cái gần 3000kc, hôm nào mà trúng được quả này mừng hết lớn luôn. Mừng, gọi là mừng cực kỳ mừng luôn. Quá kinh, nhìn đã thấy nó kinh rồi. Đấy, thì không biết là cái hộp này thì nó có về server Việt Nam hay không. Đấy, khả năng cao là hộp này không biết nó về server Việt Nam hay không. Hy vọng là nếu nó về server Việt Nam thì chúng ta sẽ được dùng. Ok, cái bên này đang có sự kiện cho free 24h và 48h cái đa sắc của con Homer. Cái đa sắc này mình đánh giá đa sắc đẹp nhất ở trong cái game của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ cần chơi tạm một trận để lấy được cái đa sắc này đến từ con Home Văn Mơ. Đấy, hơi mất thời gian tí, sau một khoảng thời gian thì tôi đã lấy được rồi. Đấy, xa, tuyệt vời chưa, tuyệt vời chưa anh em. Đấy, nó sẽ gọi ra một cái máy bay. Cái máy bay nó sẽ chở một cái hộp quà, và hộp quà khi mà đâm đối phương nó sẽ tạo ra một cơn bão tuyết thay vì tạo ra một cái từ trường. Thì cái này nói chung là nó có thể là sẽ khiến cho đối thủ, sẽ khiến cho bản thân mình hơi lú tí. Đấy, nhưng mà nhìn nó đẹp, nhìn nó đẹp hơn so với cái từ trường. Tôi thấy cái từ trường nổ trông không có lực lắm nha, cái này trông lực hơn hẳn. Đấy, trông lực điền hơn hẳn. Đấy, test luôn, test sớm cho anh em. Kênh Riaki, kênh bình luận viên có tâm. Kênh có tâm nhất FIFA Việt Nam. Lúc nào có cái gì mới test cho anh em hết. Đấy, còn nếu mà không đủ tiền test cho anh em thì dành ra cả ngày để đi chạy Grab về test cho anh em. Trời ơi, hết nước chấm luôn. Đấy, ví dụ như là cần test khoảng 200k VND tôi chạy Grab một buổi sáng. Đấy, được không anh em? Còn nếu mà phải test gì 400-500 thì tôi chạy cả buổi chiều. Đấy, chiều mới lên clip. Đấy, bây giờ mình không lên clip sớm nữa, sáng mình vẫn chạy Grab lấy tiền đi, gọi là ấy. Ui, đẹp chưa, đẹp hết nước chấm anh em ạ. Đẹp, mỗi đội chỉ có mình nhìn thấy thôi. Đấy, ui, sau này mà nó tạo ra kiểu cuồng lửa hay tạo ra gì nữa thì hết nước chấm nhỉ. Đấy, sau này mà nó kiểu thêm nhiều loại hiệu ứng, ví dụ thêm khoảng 100 loại hiệu ứng khác nhau. Đấy, ví dụ như sau này không phải gọi ra băng tuyết nữa mà gọi ra sấm sét, hay gọi ra lửa, hay gọi ra robot cái gì đấy, quỷ các thứ để mà làm chậm đối phương thì đẹp. Đấy, công nhận là chó FIFA này bên Nga nào nghĩ ra rất nhiều tiềm năng. Đấy, làm ra cả skin, làm ra cả trang phục cho cả kỹ năng nữa thì hết nước chấm. Càng những con kỹ năng mà nó phức tạp ấy, ví dụ như bây giờ con A124 bây giờ thay vì thả ra cái đồng hồ thời gian mà nó thả ra một cái quả bom hay thả ra một quả lửa hay thả ra một cái gì đấy hết nước chấm nhỉ, nó thả ra một cái siêu năng lượng gì đấy. Đấy, tôi đang tưởng tượng như thế. Đấy, tôi đang có những cái sự tưởng tượng như thế anh em ạ. Ok. Đấy, ui giời, thay nhảy qua đây. Mày nhảy qua đây. Mày nhảy qua đây xem nào. Chạy này, cái kỹ năng Homer hồi hơi lâu. Đấy, hồi hơi bị đầu lâu, không dùng liên tục cho anh em xem. Phải vào cái nào mà nó cái chế độ chơi nào mà nó gọi là cái gì nhỉ? Chế độ chơi nó gọi là không có thời gian cooldown. Đấy, mình thả nó phải gọi là hết nước chấm, chấm phát hết nước luôn. Anh em thấy được không ạ? Và quá được luôn, quá ổn áp luôn. Nào, và một pha đẩy lên đến vị trí của Rikaki ạ, streamer gà nhất Việt Nam nào. Ui là trời. Đấy, xời, máy bay Betelene luôn. Betelene che độ đen. Đấy, ui đẹp nhỉ. Và nhìn thấy đẹp rồi, nhìn trông đẹp chất, không thể nào mà chê vào đâu được. Ba khơm địch ấy đuối, địch bắn gà vãi nồi. Địch bắn gà vãi nồi, mặc dù ping của tôi tận 200+ anh ạ. Ping mình rất cao, ping mình tận 200+ nhưng mà mình vẫn giải quyết được vấn đề. Không hề gọi là khó khăn gì. Nói chung là địch nó gà thì mình phải thịt địch thôi. Gà thì mình phải thịt nó thôi. Ok, nào, lao lên. Mà lao lên. Ui là trời. Bắn lúc địch mới chết ạ. Bắn nó delay của không phải mấy giây. Delay của không phải mấy giây. Ui giời. Đấy, đâu ạ. Đây là sắp hồi lại chiêu rồi anh em ạ. Và hồi lại chiêu tôi có thể dùng một lần nữa biểu diễn cho anh em trước khi mà có chiến thắng 5-0. Trước khi có chiến thắng 5-0 thì mình sẽ gọi là thả vỡ mồm chúng nó, thả nó gọi là toang hết cả người luôn. Và một pha đẩy lên đến vị trí của Riga Kia, streamer gà nhất Việt Nam. Ui giời trời. Đâu rồi? Đâu rồi? Nó bắn tôi anh em ạ. Nó bắn tôi.
nó bắn tôi. Ui, bắn đâu ấy? Và nó bắn tôi, mày bắn tao. Ơ, cái máy bay của mình nó không bay qua à? Nó không bay qua anh em ạ. Và thế thôi, hết trận rồi. Buya, ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, được đẹp trai, được xinh gái nha. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.